Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với thực hành toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 6 cộng với một số 6 cộng cho 5 26 cộng 5. Bài số 1 3 ta cộng cho 6 là bằng 9. 6 ta cộng cho 6 là bằng 10 12. 8 ta cộng cho 6 là bằng 14. 9 ta cộng cho 6 là bằng 10, 15. 0 ta cộng cho 6 là bằng 6. 1 ta cộng 6 là bằng 7. 10 ta cộng cho 6 là bằng 10, 16. 4 ta cộng cho 6 là bằng 10. 7 ta cộng cho 6 là bằng 10, 13. 5 ta cộng 6 là bằng 10, 11. Chúng ta qua bài số 2. Đặt tính rồi tính. 37 36 ta cộng cho 7. Cái này chú ý nè. Chúng ta thường đôi khi chúng ta lại mới học chúng ta đặt sai. Đặt sai là con số này mà đặt qua bên này là sai được. Con số này nó là hàng đơn vị, chúng ta phải đặt thẳng hàng với hàng đơn vị à, nhớ nha, đừng có đặt qua bên này, đặt qua này là sai. Chúng ta kể luôn, lát nữa khỏi kể. 7 ta cộng 6 là bằng 10, 13 viết 3 ta nhớ 1 bằng 4. 3 ta cộng 1 nhớ bên này là 4 nha. 3 nè, ta cộng 1 nhớ bên này qua là 4. Khi nào nhớ? Khi mà chúng ta cộng hai con số này lại nó từ 10 trở lên thì chúng ta nhớ 1 qua bên này. Còn từ 9 trở xuống chúng ta không có nhớ. 46 ta cộng cho 5. 6 cộng 5 là bằng 11, viết 1 tên nhớ 1. 4 cộng 1 là bằng 5. 56, 20. Này là bằng 6, là bằng 7. 7, 16, 9. 6 cộng 9 là bằng 15, viết 5 tên nhớ 1. 8, 15. 26, 44. 6 cộng 4 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 6, 7. 6 qua bài số 3. Em cân nặng là 36 kg, anh cân nặng hơn em là 8 kg. Như vậy hơn là chúng ta lấy 36 ta cộng 8 ra người anh. Hỏi anh cân nặng là bao nhiêu kg? Số kg anh cân nặng là số kg anh cân nặng là 36 cộng cho 8, 14 với 4 nên như 1, 44 kg. Đáp số 44 kg. Bài số 4 tính 16 cộng 5. Cái bài này chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm bên tay trái qua phải. Đừng có làm hai con này trước là sai nha, đừng có làm bên tay phải qua trái là sai. Như vậy trong này thì chúng ta 16 ta cộng 5. 16 ta cộng 5 là bằng 20, 21. 21 ta trong trừ 10 là còn lại là 10, 11. Cái chỗ này nó hơi xét, chúng ta kẻ ngang qua để cho nó rõ ràng cái bài của mình. Ba mươi chín mà ta trừ 3, 9 trừ 3 còn 6, như vậy là 36. 36 ta cộng 8, 6 ta cộng 8 là bằng 14, viết 4 ta như 1, như vậy là 44. 89 ta trừ 36, 9 ta trừ 6 là bằng 3, 8 ta trừ 3 là bằng 5, 53. 53 ta cộng cho 27, 3 ta cộng 7 là bằng 10, viết 0 ta như 1. 5 với lại 2, 7, 7, 1 là bằng 8. Bài này thì cũng giống bài này thôi, nhưng mà nó có cái thêm cái đơn vị là kg, rồi chúng ta viết lại cái đơn vị là kg này thôi. Đó. Dưới này là
decimate thì chúng ta viết lại là decimate. Như vậy chỗ này chúng ta cũng tương tự, ta lấy 27 mà ta trừ cho 20 như vậy là bằng 7 kg. 7 kg ta cộng với lại là 15, 7 5 là 12, như là 22 kg. 19 decimate ta cộng với lại 39 decimate, 99 18 với 8 ta nhân 1, như vậy là 558 decimate. 58 decimate ta cộng với 13 decimate, 8 cộng 3 là bằng 10, 11, viết 1 ta nhớ 1. 5 6 7 71 decimate. 68 là trừ 21, 8 là trừ 1 là bằng 7, 6 là trừ cho 47. 47 là cộng 36, 7 6 13, viết 3 ta nhớ 1, như vậy là 83 kg. Chúng ta qua bài số 5. Tìm một số biết rằng số đó, biết rằng số 20 nhiều hơn số đó là 6 đơn vị, vậy số đó là. Như vậy chúng ta chỉ lấy là lấy 20 ta trừ cho 6. Rồi, người ta nói là tìm một số biết rằng số 20 thì nhiều hơn số đó là 6 đơn vị, ta lấy 20 ta trừ 6 là số đó là số 10, 14, được không? 20 này ta trừ cho 6 là bằng 10, 14. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.